Audio Ninh Bình. Mến chào quý vị anh chị em yêu âm thanh mỹ bãi trên toàn quốc. Để tiếp tục trở lại một clip ngắn trong ngày hôm nay, thì Audio tiếp tục lên một video giới thiệu chi tiết về những sản phẩm tiếp tục cập bến với trung tâm của Audio. Ở video ngày hôm nay, Audio sẽ giới thiệu những cái sản phẩm cập bến với trung tâm của Audio đến quý vị anh chị em đam mê chơi những đồ xịn sò cao cấp, hàng tuyển chọn, hàng siêu tầm. Đó là một trong những cặp loa đời CJ đầu 8, đó là STX812M và STX815M. Một trong những dòng loa cao cấp lên CJ đầu 8 và tỷ lệ về độ đẹp của dòng sản phẩm được tuyển chọn với bên trung tâm của Audio. Hiện tại bên Audio Ninh Bình có rất nhiều mẫu mã đa dạng khác nhau, hàng được siêu tầm từ nhiều quốc gia về để phục vụ đến quý vị anh chị. Chúng ta đam mê những sản phẩm đồ xịn, chúng ta hãy liên hệ với Ninh Bình. Trước tiên, Ninh Bình đi về chi tiết của dòng sản phẩm, đó là STX815. STX815 thì được trang bị và thiết kế cho chúng ta với cấu hình, đó là một bát 40 từ 220 côn 100 và một loa chép kèn, đó là chép kèn neo, mã đời của chép là 2432H. Tình trạng của những cái cặp STX này CJ đầu 8 thì nó được sản xuất vào những năm gần đây nên cái tỷ lệ độ đẹp của nó là hoàn hảo, cộng với sự tuyển chọn khắt khe bên Audio Ninh Bình nên những cặp loa được đánh giá độ đẹp xuất sắc khi được tuyển chọn với những cái hàng đẹp như thế này để phục vụ. Những quý vị anh chị nào chúng ta có những căn phòng lớn, những căn phòng nhỏ, chúng ta chơi từ những cặp loa nhỏ bát 30 cho đến những cặp loa lớn 40, 50, phun đôi, phun đơn, nhiều mã đời khác nhau thì chúng ta hãy liên hệ với Ninh Bình để chúng ta sở hữu và được tư vấn chi tiết về những mã đời mà Audio đang có. Về độ đẹp, những chiếc bát, những chiếc hạo kèn được trang bị cho những cặp loa 815 được trang bị với thiết kế như thế nào thì trong video này chúng ta xem, chúng ta có thể cảm nhận được về cái độ trang bị, về độ đẹp. STX815 cũng được trang bị cho chúng ta một cái thùng, đó là đời thùng sơn cát và tỷ lệ độ đẹp thì đẹp thiếu thùng xốp. Tuy nhiên nó không có cái thùng xốp nhưng cái độ đẹp khẳng định là nó đẹp thiếu thùng xốp quý vị anh chị em nhé. Đấy, đây ạ, rất là đẹp. Chúng ta chơi những cặp loa bãi mà được Ninh Bình tuyển chọn đẹp như thế này. Đấy, nó chỉ thiếu mỗi cái thùng xốp nhưng chúng ta sẽ mua được với cái giá nó rẻ hơn cái giá bóc xốp rất là nhiều, nhưng cái tỷ lệ độ đẹp thì nó chỉ kém hơn cái cặp loa vừa mới sản xuất và chưa sử dụng một tí tí thôi, không đáng kể là bao nhiêu. Đấy. Bởi chúng ta thấy những cái video được quay chi tiết và nó đẹp như thế này thì nó cũng chẳng khác gì, nó chỉ là thời gian trôi qua đấy thì nó sẽ bị đánh giá xuống thành cái chất bãi theo thời gian, chứ độ đẹp thì rất là đẹp rồi. Đấy, những quý vị nào chúng ta có nhu cầu chơi bát 40 hay bát 30 thì chúng ta cứ xem kỹ các cái video như này, hoặc những quý vị nào không đam mê những các cái mã đời của đầu CJ đầu 8 mà chúng ta thích những các cái mã đời khác, chúng ta hãy cứ kết nối với Ninh Bình, bởi Ninh Bình có rất nhiều mẫu mã khác nhau, hàng được tuyển chọn khắt khe về độ zin, độ xịn, độ đẹp, hàng chính tông đấy để phục vụ đến quý vị anh chị. Chắc chắn trong video như này thì chúng ta xem từ những các cái bề ngoài của thân thùng đấy, như thế này chắc chắn nó là một trong những cặp loa được tuyển chọn rất kỹ và rất khắt khe nó mới được đẹp đều như này quý vị anh chị em nhé. Đấy, và trong những cái video tiếp theo thì Ninh Bình sẽ mở nội thất để chúng ta được xem cái thiết kế ở bên trong nội thất thực hư, củ bát ra sao có đúng đời hay không, củ chép ra sao có đúng đời hay không, và những sản phẩm được trang bị những bộ phân tần như thế nào thì chúng ta hãy xem, đón xem những các cái video tiếp theo. Những quý vị anh chị nào chưa đăng ký kênh của Ninh Bình, chúng ta hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông để theo dõi những video trước khi Ninh Bình có
có video update lên kênh YouTube. Bên đây đó là cặp STX812. STX812 thì nó là trang bị cũng là một chiếc bát 30 từ 220 côn là 100. Cũng là một cái củ chép giống như là cặp 815. Tuy nhiên chỉ khác là 815 thì được trang bị cho chúng ta là một chiếc bát 40 và 812 thì sẽ được trang bị với chiếc bát 30. Tình trạng độ đẹp thì vẫn là siêu tuyển và siêu đẹp để phục vụ đến quý vị anh chị những cặp loa bãi nhưng nó đẹp, thiếu mỗi cái thùng xốp. Tuy nhiên nếu nó có một cái thùng xốp đi theo chắc chắn chúng ta sẽ phải mua đắt thêm nữa. Nhưng những cái cặp nó không còn thùng xốp như này thì chắc chắn chúng ta sẽ mua được cái giá nó tốt hơn cái còn thùng xốp khá nhiều. Nhưng tình trạng độ đẹp nó cũng vẫn có thể sánh ngang với những hàng còn thùng xốp. Chỉ thua cái hàng còn thùng xốp, tức là hãng vừa mới sản xuất ra đóng hộp mà chưa xuất xưởng thì nó mới thua. Còn những các cái còn thùng xốp trên thị trường thì chưa chắc gì nó đã thua. Và cũng có thể có những cặp còn thùng xốp nhưng có thể vẫn còn xấu hơn nó. Đấy. Tuy bát 30 nhưng vẫn được trang bị một chiếc bát từ 220 côn 100 và vẫn là một chiếc chép 2432H và côn 76. Vì vậy nên những quý vị anh chị có những căn phòng nhỏ chúng ta không chơi được cặp bát 40 kia thì chúng ta chơi sang cặp bát 30 tùy theo ý thích cũng như tùy theo diện tích của căn phòng của từng quý vị anh chị. Ngoài những cặp STX812, 815 thì Eldo còn có những cặp phút đôi, đó là STX825. STX825 thì Eldo để trong góc kia, đó là phun đôi 2 bát 40 từ 220 câu 100 và một cái chép neo câu 100. Và còn rất nhiều những mẫu mã đời khác. Vì vậy nên trong một video Tị Ninh Bình không thể giới thiệu hết được các mẫu mã mà Tị Ninh Bình đang có và đang sở hữu. Nhưng đã hình qua để quý vị anh chị chúng ta cùng trải nghiệm và biết được rằng Tị Ninh Bình đang có rất nhiều những các mẫu mã cao cấp để phục vụ đến quý vị anh chị. Vì vậy nên mọi chi tiết quý vị anh chị chúng ta hãy liên hệ với Tị Audio Ninh Bình bằng Zalo hoặc số điện thoại, và đây là địa chỉ của Tị Audio Ninh Bình. Giá thành của sản phẩm thì STX815 hiện nay tình trạng độ đẹp thiếu thùng xốp, bên Tị Ninh Bình đang dao động bán giá dao động trên dưới 50 triệu. Đấy, trên dưới 50 triệu. Còn chính xác nó là bao nhiêu, chúng ta thiện chí hãy điện cho Tị Ninh Bình hoặc kết nối Zalo để được giao dịch trực tiếp. Cặp STX812 với một cấu hình bát 30 từ 220 côn 100 giá dao động trên dưới 40 triệu. Tức là bát 30 dao động trên dưới 40 triệu và bát 40 dao động trên dưới 50 triệu. Còn chính xác là bao nhiêu? Những quý vị anh chị thiện chí chúng ta hãy điện cho Tị Ninh Bình để được tư vấn một cách chi tiết nhất. Và bây giờ thì một video ngắn, Tị Ninh Bình xin được dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị anh chị trong những clip tiếp theo trong những ngày tới. Và quý vị anh chị nào chúng ta chưa đăng ký kênh, nhớ hãy đăng ký kênh để theo dõi kênh của Tị Ninh Bình nhé. Và bây giờ thì xin chào.